Cho phép Đào Duy xin được đặt câu hỏi dành cho Hải Vân. Đã bao giờ bạn ra Côn Đảo chưa? Rồi đó nha Đào Duy, và trước mùa dịch thì Hải Vân đã được đi du lịch đến đây. Và không biết là quý vị cũng như là Đào Duy biết không, không chỉ là nổi tiếng với nhiều sự kiện, địa điểm lịch sử nổi tiếng, mà Côn Đảo còn sở hữu cho mình vô số bãi biển đẹp hút hồn nữa đó. Có rất là nhiều người chưa có dịp ra Côn Đảo vì cái việc di chuyển nó khá là trắc trở. Và ngày hôm nay sẽ là một thông tin vui dành cho quý vị. Sắp tới đây sẽ có tàu cao tốc từ Cần Thơ ra Côn Đảo, chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển thôi. Và thông tin cụ thể ra sao thì mời quý vị cùng theo dõi nội dung ngay sau đây nhé. Tàu cao tốc Mylyn Express là thương hiệu tàu biển mới của công ty cổ phần Mylyn Tây Đô thuộc tập đoàn Mylyn, được thiết kế và lắp ráp bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Tàu du lịch cao tốc hai thân Mylyn Express có vận tốc trung bình là 32 hải lý trên giờ, với sức chứa khoảng 339 chỗ ngồi, cùng một phòng họp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Với tốc độ này, tàu cho phép rút ngắn hải trình từ Cần Thơ với Côn Đảo và ngược lại, chỉ xuống còn hơn 3 giờ đồng hồ. Ngoài hạng ghế phổ thông, tàu còn được trang bị ghế hạng thương gia, phòng họp, quầy bar nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo trong các chuyến du lịch khám phá miền sông nước, góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh và quảng bá văn minh đô thị sông nước Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tàu cao tốc Mylyn Express sẽ chính thức đưa vào vận hành phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Cần Thơ Côn Đảo vào ngày 21 tháng 4 tới đây. Tàu xuất phát từ bến Ninh Kiều Cần Thơ đến cảng bến Đầm Côn Đảo với tần suất khai thác 2 chuyến trên ngày.